Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay là chúng em về được ít Noa Pioneer mã là CF88 Burner. Đó, đây là phiên bản năm 2020 các bác nhé. Đó thì cũng nói luôn với các bác thì phiên bản này là phiên bản chúng em nhập theo đường tiểu ngạch. Đó, thì đây là sản phẩm mới, sản phẩm mới luôn nhé. Đó, và em này nó bao gồm là một bát 40, một chung 20, một loa chép kèn và hai loa chép giấy. Thì với những cái khung hình và khẩu độ âm thanh như thế này thì nó cho ra một chất âm rất là hay, rất là tuyệt vời. Đó, và phía sau của em nó đây thì các bác có thể thấy đây, em quay ra cho các bác nhìn luôn này. Đó, mã model của nó đầy đủ hết cho các bác nhé. Trở kháng 8 ohm, và công suất đầu vào của nó chỉ có 120W thôi các bác ạ. Công suất đầu vào chỉ có 120W, rất là nhẹ đúng không ạ, rất là nhẹ nhàng. Và phía sau nó có một lỗ thông khí khá là lớn. Đó, thì đây là chi tiết về cái đôi loa này. Và bây giờ thì em đang ghép với một con vang nền công suất, vang nền công suất của Truy Sao mã là K6600 Burner. Đó, thì để chứng minh rằng cái sản phẩm này giá thì rẻ mà chất lượng thì hay, chất âm thì rất là hay, đó thì em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc sàn. Đó, và test cho các bác tiếp một đoạn nhạc vàng để các bác có thể là đánh giá xem là cái chất âm của nó khi chúng ta mang ra ngoài trời chúng ta đánh thì nó có hay hay không. Đó, thì cũng rất là nhiều bác cũng cứ lo là đánh ngoài trời thì nó sẽ không hay, hoặc là thêm phụ kiện này kia vào để cho nó hay, nhưng thật sự là đây là chúng em chỉ có duy nhất một đôi loa bên ngoài. Đó, đúng không ạ? Không có một cái gì cả, nên là chúng em sẽ test một bài cho các bác. Đấy. Đậm chất âm loa thuộc luôn các bác nhá, tiếng cực hay. Test cho các bác tiếp một bài nhạc vàng nữa này. Đó, con này đúng ngày trời không phải nghĩ, bát của nó bát 40 cơ. Đó. Và cái đôi loa này nó rất là phù hợp cho các bác đánh không gian tầm 25 đến 30 mét nhé. Đó, 35 mét nó cũng chơi được luôn. Các bác có thể thấy là cái chất âm của nó cho ra rất là tuyệt vời đúng không ạ? Em mang hẳn ra ngoài trời đánh luôn. Và đặc biệt là cái e căng của nó em nhìn nó rất là ấn tượng. Riêng e căng em nhìn rất ấn tượng các bác nhé. Đó. E căng nó là màng vải này. Đó. E căng màng vải. Rất là đẹp. Và gỗ thì là người ta là đây là gỗ dán nha các bác nhé. Còn nói thật luôn là các bác là gỗ dán. Đó, đây là gỗ dán. Gỗ rất là kêu. Đó, thế nhưng mà thiết kế thì nhìn cực kỳ đẹp, thiết kế rất đẹp luôn.
đúng không ạ? Và cái đôi loa này bên em đang bán với giá rất là yêu thương. Đó, các bác có thể thấy là một bát 40, một chung 20, hai chép giấy và một chép kèn để cho ra cái chất âm tiếng rất là đầy đủ. Và khi các bác hát ấy, thì nó có kèm theo loa chung nữa, nó giúp các bác hát rất là dễ hát nhé. Hát rất nhẹ, bay, thoát tiếng. Đó. Và hiện tại những cái đôi loa này là đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp tới số 0978503822 thì bên em sẽ hỗ trợ. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thì hay thì like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.